quan chế nhà Nguyễn và bộ máy kỹ trị. Từ giữa thế kỷ 20, thế giới đã chứng kiến sự phát triển kinh tế thần kỳ của các nước Đông Á, bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và gần đây phần nào đó là cả Trung Quốc. Phải nói rằng ở Đông Á, Nhật Bản là trường hợp thành công sớm nhất. Nhưng mô hình và bối cảnh phát triển Nhật Bản có nhiều điểm đặc biệt, nên đối với Việt Nam ít có giá trị tham chiếu. Ấn tượng và có ý nghĩa tham chiếu lớn nhất đối với Việt Nam phải nói là trường hợp Hàn Quốc. Nếu năm 1963, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 100 USD, thì năm 1995, con số này đã là 10.000 USD, gần gấp đôi so với thu nhập bình quân đầu người trên toàn cầu là 6.524 USD. Trong thành công vượt bậc của Hàn Quốc có nhiều yếu tố. Nhiều người thường nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của Park Chung-hee, người có tư duy chiến lược, thể hiện bằng việc hoạch định một mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tính cách người Hàn Quốc, sẵn sàng hy sinh chịu đựng, nên được sự thấu hiểu, sự ủng hộ và đồng thuận của họ. Mô hình này bao gồm việc đột phá trong phát triển những ngành nghề công nghiệp mũi nhọn, tăng cường xuất khẩu bằng mọi cách, mà nguồn lực xã hội được tập trung cho những doanh nghiệp tư nhân chaebol như Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, vân vân, cũng như tập trung vào một nền giáo dục hiện đại và cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong thành công ngoạn mục của Hàn Quốc có một yếu tố không kém phần quan trọng là việc xây dựng thành công một bộ máy kỹ trị hiệu quả mà nhân sự được lựa chọn dựa trên truyền thống tuyển chọn người tài vốn có từ lâu đời ở Trung Quốc, Hàn Quốc và phần nào ở Việt Nam. Yếu tố này cũng đã, đang và sẽ đóng vai trò quan trọng hàng đầu ở Singapore. Thậm chí, Lý Quang Diệu đã từng phát biểu rằng tài sản lớn nhất của Singapore là 400 đến 500 top manager. Theo một số nghiên cứu gần đây, năm 1820, thu nhập trung bình trên đầu người của Việt Nam chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với thu nhập bình quân đầu người trên toàn cầu. Quy mô kinh tế Việt Nam khi đó lớn hơn cả quy mô kinh tế Philippines và Myanmar cộng lại và bằng gấp rưỡi quy mô kinh tế của Thái Lan, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay năm 2019 chỉ bằng 25% so với mức trung bình của thế giới. Ở đây, xin phép không bàn đến những chính sách hiệu quả của nhà Nguyễn như khuyến nông và khẩn hoang, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển nội và ngoại thương, mà chỉ xin phép bàn đến một yếu tố cốt lõi khác lâu nay ít được đề cập đến là những phẩm chất cá nhân của các vua và chất lượng của bộ máy quan chức nhà Nguyễn. Gần đây, khi bàn đến những thành tựu của nhà Nguyễn, nhiều người đề cập đến một số phẩm chất cá nhân mẫu mực của các vua nhà Nguyễn như làm việc quên mình, vua Gia Long, thưởng phạt phân minh, minh bạch như vua Minh Mạng, Thiệu Trị và cả Tự Đức. Tuy nhiên, đó không phải là những nhân tố chính quyết định sự phát triển thành công của Việt Nam thời nhà Nguyễn. Có thể nói, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển thành công của Việt Nam giai đoạn trước khi bị Pháp xâm lược là quan chế, đúng hơn một bộ máy quản lý, cai trị phù hợp với các tiêu chí cơ bản của bộ máy kỹ trị theo quan niệm hiện nay, có khả năng giúp các vua nhà Nguyễn thực hiện thành công các chính sách nói trên và quản lý xã hội hiệu quả. Nguyên tắc cốt yếu thứ nhất trong việc hình thành bộ máy kỹ trị này là tuyển chọn người tài. Thời nhà Nguyễn, chế độ tuyển chọn và bổ nhiệm quan chức rất chặt chẽ, minh bạch và nghiêm khắc. Trước hết thể hiện ở việc cấm tuyệt đối học quan, quan chức làm giám khảo chấm thi. Nếu những người này có anh em, cha con, thầy trò đồng môn dự các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Điều này cũng như thể lệ các cuộc ứng thí khoa bảng được mô tả rất sinh động trong tác phẩm Lều Trõng của Ngô Tất Tố. Một trong những trường hợp điển hình lưu danh muôn thuở là câu chuyện về Cao Bá Quát làm sơ khảo trong một kỳ thi hương. Sách Đại Nam Thực Lục tập 23 chép việc này như sau. Năm Tân Sửu 1841, tháng 8, Cao Bá Quát và Phan Nhạ làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Chữa văn sĩ nhân, dùng muội đèn,
chữa không 9 chữ trong một số quyển thi Phạm Húy. Bộ lễ và viện đô sát tra xét nghị tội, Quát và Nhạ phải tội xử tử. Nguyễn Văn Siêu làm phân khảo phải tội trượng đồ, đánh bằng roi. Chủ khảo và giám khảo bị cách chức, giáng chức. Về sau, vua xét lại, tha cho Quát, Nhạ tội xử tử và chuyển thành Giảo giam hậu. Siêu chỉ bị cách chức, tha cho trượng đồ. Chủ khảo Bùi Quỹ và phó khảo Trương Sĩ Tiến bị cách lưu làm việc. Năm cử nhân có bài được sửa đều phải thi lại cả ba kỳ và đều được lấy đỗ trở lại. Trong trường hợp này, hai ông Cao Bá Quát và Phan Nhạ dùng muội đèn và dầu chữa bài chỉ vì tiếc cho người giỏi, có thể bị đánh hỏng vì những lỗi phạm húy nhỏ. Họ không hề quen biết những người này và tuyệt đối không thể có chuyện tư lợi. Tuy nhiên, phép nước dù thế nào cũng phải nghiêm. Nếu vì bất cứ lý do gì mà năm ông cử nhân được họ chữa bài không qua được kỳ thi khảo hạch lại, nghĩa là có dấu hiệu bị gian lận nâng điểm, thì Cao Bá Quát, Phan Nhạ, thậm chí Nguyễn Văn Siêu chắc chắn đã xanh cỏ. Còn chủ khảo Bùi Quỹ và phó khảo Trương Sĩ Tiến chắc chắn bị cách tuột đi làm lính thú. Sau gần 3 năm bị giam cầm khổ sở, khoảng cuối năm 1843, Cao Bá Quát được triều đình tạm tha, nhưng bị phát phối đi Đà Nẵng, chờ ngày đi dương trình hiệu lực, tức là đi phục dịch để lấy công chuộc tội. Tháng 12 năm 1843, Phan Nhạ theo phái đoàn Nguyễn Công Nghĩa xuống thuyền Thần Giao đi hiệu lực sang Singapore. Còn Cao Bá Quát theo phái đoàn Đào Chí Phú xuống tàu Phấn Bằng đi hiệu lực đến vùng Indonesia. Tháng 7 năm 1843, phái đoàn công cán trên thuyền Phấn Bằng về đến Việt Nam. Sau đó, Cao Bá Quát được phục chức ở Bộ Lễ. Nguyên tắc cốt lõi thứ hai trong việc vận hành bộ máy quan chức là luật hồi tị. Để tránh quan chức lợi dụng chức quyền nâng đỡ họ hàng, bạn bè, người thân, gây bè kết đảng, luật hồi tị có từ thời Lê Thánh Tông được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi triệt để, đặc biệt là thời Minh Mạng. Theo quy định của luật này, những người thân của quan chức bao gồm anh em, cha con, thầy trò, đồng môn, đồng hương không được làm quan cùng một địa phương, cùng một nhiệm sở. Luật này cũng cấm quan chức làm quan ở quê mình, cấm lấy vợ ở địa phương mình trị nhậm. Nếu ai rơi vào những trường hợp nói trên thì phải lập tức tâu báo lên triều đình để triều đình bố trí chuyển đi nhậm chức ở nơi khác. Nguyên tắc cốt lõi thứ ba của việc xây dựng bộ máy kỹ trị nhà Nguyễn là thưởng phạt công minh. Như chúng ta biết, ngay cả những trọng thần danh tiếng nhà Nguyễn như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Trương Đăng Quế, Nguyễn Công Trứ đều đã từng nhiều lần lên voi xuống chó, bị giáng chức, thậm chí xuống làm lính hầu khi phạm lỗi. Nhiều người khác thậm chí bị xử chết. So với thứ dân, đối với họ, những người có học và hiểu việc, cả luật pháp lẫn luật đời và luật đạo, hình phạt nhất định phải nặng hơn. Nhưng đồng thời, sau khi đã chấp hành đủ án phạt, tất cả những vị này đều được phục chức, đều được quay lại những chức vụ đại thần rất cao. Vì nhà nước không thể bỏ phí nhân tài, hiền tài là nguyên khí quốc gia mà khó khăn lắm mới vun đắp được. Đồng thời, cũng như chẳng có nhóm lợi ích và tư duy nhiệm kỳ nào cản trở được họ quay lại bộ máy chính quyền. Nguyên tắc cốt lõi thứ tư của việc xây dựng bộ máy kỹ trị nhà Nguyễn là các chúa và vua nhà Nguyễn không chỉ biết tuyển dụng người tài, sử dụng và trân trọng họ, mà còn thông qua hành xử chuẩn mực của cá nhân mình, truyền cho họ cảm hứng về trách nhiệm đặc biệt của nhân tài đối với quốc gia. Ngoài ra, phải nói rằng, bên cạnh việc đòi hỏi quan chức đặc biệt là những nhân tài phải thanh liêm, giữ phẩm hạnh và hành xử chuẩn mực, nhà Nguyễn cũng có những khoản chi đặc biệt từ ngân khố, được gọi là giữ liêm để đảm bảo đời sống, giúp họ tránh khỏi những cám dỗ tham nhũng. Có thể nói, việc đòi hỏi trách nhiệm đặc biệt đối với giới tinh hoa quan chức này khá giống cách đối xử ở xã hội phương Tây hiện nay với tầng lớp tinh hoa của mình. Tổng thống, quan chức cao cấp, doanh nhân giàu có thành đạt, ngôi sao showbiz v.v.
Vừa qua ở Mỹ có vụ gian lận thi cử liên quan đến 50 nhân vật thuộc giới thượng lưu, kinh doanh và showbiz. Chính vì lý do đòi hỏi cao hơn đối với tinh hoa mà so với thường dân phạm tội gian lận, nghi phạm thuộc giới tinh hoa bị xã hội Mỹ lên án nặng nề hơn hẳn. Tóm lại, thời nhà Nguyễn, câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách không hề là một sáo ngữ. Khi nghe tin Pháp đánh Đà Nẵng năm 1858, Nguyễn Công Trứ lúc đó đã 70 tuổi vẫn xin đầu quân đánh Pháp. Còn những vị quan nhà Nguyễn khác khởi đầu là Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, tiếp tục là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, vân vân đều đã tử tiết để bảo toàn danh dự vì không giữ được thành trì, không hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những đặc điểm, nguyên tắc chọn lựa và vận hành bộ máy quan chức nói trên của nhà Nguyễn trên thực tế đã giúp nhà Nguyễn có được một bộ máy kỹ trị vừa hiệu quả trong việc thực hiện thành công các chính sách của nhà Nguyễn lẫn trong việc quản lý xã hội. Đặc biệt là bộ máy này khá thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần nâng cao đáng kể tính chính danh của nhà Nguyễn đương thời. Đơn giản là vì thực tế những quan chức có tài bao giờ cũng tư duy độc lập, tự trọng và có nhiều khả năng buông bỏ tất cả để đi chỗ khác chơi mà vẫn đóng góp được cho đời bằng những cách khác, trong những lĩnh vực khác. Kết quả là nền quan chế nhà Nguyễn đã sinh ra rất nhiều vị quan xuất sắc. Tiêu biểu nhất trong số này là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Tri Phương. Có thể nói dưới thời nhà Nguyễn, không những việc chống tham nhũng hiệu quả hơn hẳn thời Lê Trịnh, mua quan bán tước, mà về nhiều phương diện tổ chức xã hội và phát triển đất nước Việt Nam, nhà Nguyễn cũng thành công hơn nhiều. Điều này thể hiện trực tiếp và rõ ràng nhất ở một tầng lớp quan chức tinh hoa tương đối ưu tú, chuẩn mực, mà có lẽ không hề kém so với nhiều quốc gia đương thời trong khu vực và trên thế giới. Bài viết của tác giả Trần Tam.